Ngày hôm nay được nhận đi nhận đi công tác hỗ trợ chống dịch ở đơn vị Bắc Giang thì đó là trách nhiệm của những người làm nhân viên y tế. Và đồng thời thì với vai trò là cái người nữ nhiều tuổi nhất ở trong đoàn thì cũng đi với vai trò là hỗ trợ cho các em. Trong cái thời điểm này toàn bộ thành phố Bắc Giang thì đang trong tình trạng cách ly và cái số lượng bệnh nhân ngày càng đông, và đồng thời thì đợt hỗ trợ của đoàn Chợ Rẫy là đợt này là về trong công tác hồi sức cấp cứu á. Thành ra là cũng biết được là những cái khó khăn trước mắt là cũng có dự đoán được. Thì khi nhận được cái điều động đi này thì rất là hồi hộp và lo lắng, thì không biết là những cái đóng góp của mình cho cái việc chống dịch này thì có như thế nào. Nhưng mà với vai trò là cái người nhân viên y tế cũng như là với vai trò của nhân viên của bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng phải sẵn sàng lên đường để hỗ trợ cho đồng bào ở ngoài Bắc Giang. Giống như là mình đi hành quân vậy đó, là chỉ có một mệnh lệnh duy nhất là từ anh Linh thôi. Còn anh nói giống như là tụi em đi hành quân mà là cái công tác nó khác ở nhà. Bây giờ mới là thực sự là y lệnh và quân lệnh, hai cái nó đáp vô. Thì tất cả là nghe theo chỉ huy, một ý kiến duy nhất của bác sĩ Linh. Anh em có thể bàn bạc trao đổi đó, nhưng mà khi mà anh Linh mà đã quyết là tất cả phải tuân thủ, anh Linh là coi như là toàn quyền. Rồi còn lại cái chuyện của anh Linh trao đổi ban giám đốc, tôi xin ý kiến nói chuyện của anh Linh nha. Rồi chúc anh em khỏe nha. Rồi. Vào buổi chiều ngày hôm qua 25 tháng 5 thì nhận được lệnh điều động của ban giám đốc, thì tất cả các anh em trong bệnh viện Chợ Rẫy trong đội phản ứng nhanh thì trước giờ trong cái công cuộc phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là hỗ trợ các tỉnh bạn thì luôn luôn ở tâm thế là sẵn sàng. Và khi nhận được lệnh thì mọi người đều đã có sẵn một cái vali chuẩn bị một cách hoàn chỉnh hết rồi. Và khi nhận lệnh thì chỉ có việc là mình lấy vali chuẩn bị tâm thế xuất phát thôi. Trong 2 ngày gần đây chúng ta cũng biết là tâm dịch Bắc Giang hiện tại là có rất là nhiều các ca bệnh mới, và đặc biệt là ở các cái khu công nghiệp, và ở đó là có rất là nhiều các anh chị công nhân. Vì vậy thì cái đợt dịch này đi cũng các anh em thì cũng xác định đây là một cái đợt đi là tương đối khó khăn và có nhiều cái thử thách. Tuy nhiên là tất cả các anh em trong đoàn thì luôn một cái quyết tâm đồng lòng làm sao để khống chế dịch một cách tốt nhất cũng như là điều trị cho các bệnh nhân nặng một cách hiệu quả nhất. Mình rất là cảm động nhé, các bạn đi cố gắng. Tôi chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh nhé, trở về an toàn. Tôi cảm ơn các bạn.